Xin chào bác, quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Gian OCR 3007, một mẫu xe đạp đến từ thương hiệu Gian, khá là nổi tiếng với các bác chơi xe. Một chiếc xe không nhôm và được chạy full một bộ group Shimano Soza với 9 tầng líp và 2 tầng đĩa. Toàn bộ phần khung của chiếc xe thì như các bác thấy trên hình, toàn bộ là nhôm, lên từ nhôm. Gian model OCR 3007, chiếc xe đạp thể thao đua cực kỳ thể thao và đẹp, và được chạy full một bộ group Shimano Soza. Đĩa là gạt đĩa cũng là Soza, nhưng mà họ bị bóc mất cái tem Soza ở đây. Gạt Soza, chạy full bộ group Shimano Soza. Bánh 700C cùng phanh 3 mảnh. Và dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa yên tới tâm của phốt là 50 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến khoảng 1m72-73 thì phù hợp. Chuyển động group Shimano Soza với 9 tầng líp và 2 tầng đĩa, và xe có 18 tốc độ khác nhau. Chiếc xe này đang bán bên em mức giá chỉ có là 9,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.